Quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu EU đã chính thức lật sang trang mới với việc cả hai bên bước vào ngày đầu tiên thực hiện Brexit. Thỏa thuận thương mại hậu Brexit đạt được vào phút chót hồi tuần trước giữa Anh và EU có nhiều quy định mới sẽ được áp dụng theo lộ trình tùy theo từng lĩnh vực, nhất là về thương mại, nghề cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và hợp tác năng lượng. Ngoài ra, một lĩnh vực khác sẽ tác động lớn đến người dân Anh và EU là những quy định mới về việc đi lại giữa hai bên cụ thể là từ đầu tháng 10 tới, người dân hai bên sẽ không còn được sử dụng căn cước công dân như cũ mà phải dùng tới hộ chiếu giống như các công dân các nước ngoài EU. Ngoài ra, họ cũng sẽ phải xếp hàng làm thủ tục hải quan mỗi khi xuất hay nhập cảnh thay vì được ưu tiên đi qua cửa riêng như trước.